Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới. Và sau đây, chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Hồ Văn Cường mất tích, nhiều đại gia tìm kiếm để giúp đỡ, khán giả lo lắng. Hồ Văn Cường hoàn toàn cắt đứt liên lạc với khán giả sau tuyên bố nhận được tiền và rời khỏi công ty quản lý. Nhiều đại gia tìm cách giúp đỡ nhưng không được, còn khán giả thì cực kỳ lo lắng. Ngày 11 thả ứng 10 Hồ Văn Cường lần cuối cùng viết trên Facebook cá nhân với dòng thông báo: "Thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học và con sẽ học hỏi và trao dồi nhiều hơn đam mê của con. Và điều con mong muốn ở bản thân con là sẽ phải tự lập và cố gắng nhiều hơn nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại. Hiện Facebook cá nhân, fanpage và YouTube của con đều thuộc quyền sở hữu của công ty nên con xin được được gửi trả lại." Con sẽ thông báo cho mọi người khi con có Facebook và fanpage mới. Rất nhiều khán giả là fan của Hồ Văn Cường đã ủng hộ quyết định này. Tuy nhiên, kể từ đó, cậu không xuất hiện trước công chúng. Điều này khiến cho fan cảm thấy tột cùng lo lắng. Đặc biệt khi mới đây cậu bất ngờ được một đại gia trả các C10 tỷ đồng. Theo đó, ngày hôm nay, Mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin có một đơn vị muốn mời Hồ Văn Cường làm đại diện với các C2 tỷ đồng năm. Hợp đồng mà đơn vị đưa ra là 5 năm, tương đương 10 tỷ đồng. Đơn vị này còn tuyên bố sẽ thanh toán trước một năm sau khi ký hợp đồng. Trước những thông tin này, Hồ Văn Cường cũng không hề lên tiếng mà chỉ có đơn phương đại gia ngỏ lời mời. Trên mạng xã hội nhiều đại gia khác cũng lên tiếng giúp nam ca sĩ trẻ tuổi gốc Tiền Giang. Ngày hôm qua, Bầu Thụy, một trong những doanh nhân giàu có nhất Việt Nam trên sản chứng khoán đã ngỏ ý muốn giúp đỡ cho Hồ Văn Cường được học đại học và hậu thuẫn nam ca sĩ trên con đường ca hát. Cụ thể, ông viết trên trang cá nhân, mình thần tượng danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn, cố ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường. Ekip Phi Nhung không còn giá trị vì Phi Nhung đã quá cố. Cường ơi, Chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ekip như của anh Ba Danh Ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn. Khó đến đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát và học đại học. Tuy nhiên, đây cũng là dòng viết của Bầu Thụy, còn Hồ Văn Cường vẫn chưa thấy đâu. Trước đó, Hoa hậu Phương Lê, người có hoạt động trong showbiz cũng phải lên tiếng nhờ kết nối với Cường. Phương Lê tỏ ý muốn cho Cường mượn chung cư cao cấp 160m2 nhưng không cách nào liên lạc được. Vì vậy cô nhắn, hãy nhắn tin cho cô nếu con muốn nhé. Cô không biết cách liên lạc nên cô phải viết trên Facebook. Phải cố gắng học để thành danh cho mẹ con hãnh diện, tự hào, mỉm cười nơi thiên đàng con nhé. Việc Hồ Văn Cường không thấy đâu khiến khán giả lo lắng. Trên mạng xã hội đã có nhiều bình luận tiêu cực xảy ra một số cho rằng cậu bị phía công ty quản lý khống chế. Tuy nhiên cũng có những người lại bình luận có thể thời điểm hiện tại Cường và gia đình muốn được bình yên. Những khán giả khách quan thì chia sẻ hiện tại Cường đã 18 tuổi nên tự lập quyết định và không cần phải lệ thuộc vào ai. Họ cũng mong rằng mạng xã hội hãy cho Hồ Văn Cường một cuộc sống bình yên để cậu bé tập trung vào việc học sắp tới. Trước khi tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung diễn ra tại Mỹ thì vụ việc đòi tiền các C6 năm đi hát của con nuôi cô, ca sĩ Hồ Văn Cường lại ồn ào trên mạng xã hội. Tất nhiên, câu chuyện đòi tiền các C6 năm đi hát không phải do chính con nuôi của Phi Nhung ca sĩ Hồ Văn Cường lên tiếng đòi và càng không phải do phía gia đình có người vừa qua đời khuấy lên. Tất cả mọi sự lại bắt nguồn từ những người bên ngoài câu chuyện. Một nữ đại gia lên là stream đòi nợ dù ngay sau ngày Phi Nhung vừa mất, rồi đến những ca sĩ, hoa hậu, người mẫu. Không mấy liên quan cũng vào đòi phụ. Sự việc rầm rộ đến mức trở thành một cơn bão quét khắp các mạng xã hội. Ai cũng có thể bình luận ở vô số hội nhóm giải trí, các fanpage. Tất nhiên mỗi người đều có lý do theo họ là chính đáng để đòi cắt xê dùm cho ca sĩ Hồ Văn Cường. Còn phía gia đình Phi Nhung tại Việt Nam vì cũng không chịu nổi áp lực dư luận, muốn kết thúc mọi ồn ào trước khi tang lễ Phi Nhung diễn ra bên Mỹ nên đã tiến hành giải quyết cho nhanh những khúc mắc. Theo đó, ekip công ty quản lý Phi Nhung đã thanh toán ngay toàn bộ số tiền cát xê cho Hồ Văn Cường cùng tiền thưởng giải quán quân Việt Nam Idol Kids, đồng thời gửi thêm 500 triệu đồng số tiền Phi Nhung hứa tặng con nuôi trước khi nữ ca sĩ qua đời tưởng chừng mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, ấy vậy mà vẫn tiếp tục có những cơn bão khác kéo đến. Nào là cô ca sĩ mắng Hồ Văn Cường là nghịch tử, rồi hoa hậu quý bà PL mắng lại quy vê bằng những lời chua ngoa. Chưa kể các clip hình ảnh của vụ trao tiền được mổ xẻ, dàn dựng thêm để mọi công kích chỉ vào cả hai phía. Một vài người tự xưng là phía ekip quản lý lên tiếng sẽ phơi bày sự thật trắng đen ra hơn nữa. Tất nhiên, cư dân mạng không để yên, họ càng làm lớn chuyện và phe nào cũng có lực lượng hùng hậu. Ngay trong giới showbiz cũng phân rẽ thành hai phe để đấu khẩu với nhau. Thậm chí có bầu show cũng vào cuộc phân tích khả năng đi xa trong nghề ca hát của Hồ Văn Cường sau sự việc này rằng khó triển vọng vì không có tố chất ngôi sao và bởi sự việc này quá ồn ào, không nhà tổ chức chương trình nào dám dính tới. Hòn đất ném đi, hòn trì ném lại mà ngạc nhiên ở chỗ không phải từ chính người trong cuộc lên tiếng. quả thật một câu chuyện quá ồn ào trên mạng kéo theo nhiều chi tiết phũ phàng đến mức đến người khi nhiều người dường như đã quên văn hóa nghĩa tử là nghĩa tận của người Việt chúng ta. mặc cho người thân của cố ca sĩ Phi Nhung Van xin mọi người hãy bình tĩnh. tang lễ ở Mỹ còn chưa diễn ra xong mà. không ít người ngoài cuộc đứng ở quan điểm trung dung, họ chỉ mong làm sao để người quá cố được ra đi thanh thản nhẹ lòng. Tài sản, tiền bạc bao nhiêu năm đi hát, đến lúc lìa đời, người ca sĩ ấy cũng chẳng mang theo được. Huống gì cả đời của cố ca sĩ Phi Nhung vốn chịu nhiều thiệt thòi nên đã lấy đó làm động lực, dành chọn hơn 20 năm đi làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh quanh mình. Còn về phía Hồ Văn Cường, nam ca sĩ cũng chỉ là cậu bé mới lớn đang đứng trước biên cố rồng bão cuộc đời. Khi phải mất đi người mẹ nuôi Phi Nhung từng lo cho ăn học Cũng chính là người diều dắt mình trên bước đường nghệ thuật 6 năm qua Ca sĩ này cũng không có tội tình gì khi đã im lặng bởi không biết nói gì cho phải Trước lần danh của mũi rùi và nếu có thì cũng chỉ là biểu hiện trong tiến trình của sự trưởng thành về lứa tuổi Thiết nghĩ mọi người nên để cho một đứa trẻ tự lớn lên Nhất là vào thời điểm này Khi mà không ai là người trong cuộc để hiểu thấu ngọn ngành để mà phán xét đúng sai và nhất là khi cả gia đình hồ văn cường cũng mong muốn mọi chuyện khép lại như chính hồ văn cường đã nói trong ngày nhận được tiền cắt xê mọi chuyện đã được giải quyết con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này để những chuyện buồn sẽ qua đi để mẹ nhung có thể an nghỉ nơi xa và bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa mà tập trung vào việc học trau dồi thêm đam mê ca hát cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại